Năm 2019, tuyến đường chính dẫn vào khu lưu niệm Bác Hồ tại thôn Đại Đồng được lựa chọn làm điểm trong xây dựng tuyến đường hoa phụ nữ tại xã Tân Hòa. Ở đó, mỗi tổ chức hội đoàn thể đều có những công trình tự quản tại tuyến đường để góp sức bảo vệ môi trường. Và những bồn hoa phụ nữ cũng từ đó mà hình thành lên. Lúc trồng về thì nó rời nắng thì chúng tôi xe từng xe nước ở trong làng ra, tưới cho nó. Mà có khi nước máng về thì tưới, làm cho vườn hoa nó sống, nó đẹp, nó xanh sạch đẹp. Trước tiên là chúng tôi trồng hoa 10 giờ này, hoa ngũ sắc này, hoa bướm bướm này. Nhưng mà nó không phù hợp. Thế sau đó chúng tôi chuyển sang hoa, trồng cái hoa chiều tím này. Thì nó quanh năm nó đều có hoa. Không quản nắng mưa, mà cũng chẳng cần vận động, bất kể lúc nào. Hễ thấy cỏ là chị em cùng nhau chăm sóc đường hoa. Giờ đây những công việc này đã trở thành thói quen nề nếp. Không chỉ tô thắm cho tuyến đường thêm sạch đẹp, mà tuyến đường hoa cũng là niềm tự hào riêng của chi hội phụ nữ thôn. Dưới sự lãnh đạo của đảng, của chính quyền, thì là một hội viên, cũng là một cán bộ của hội, thì chúng tôi muốn là làm cho con đường vào lưu niệm Bác nó xanh, nó sạch, nó đẹp. Môi trường xanh, sạch, đẹp tất cả mọi người. Bản thân tôi thấy phấn khởi và chị em cũng phấn khởi lắm. Còn tuyến đường dài hơn 1 km này được gọi là đoạn đường nở hoa do chi hội phụ nữ thôn Đại Hội đảm nhận. Lựa chọn loại hoa có khả năng sinh trưởng tốt, chống chịu được nắng nóng, tán thấp, không ảnh hưởng tới tầm nhìn của người tham gia giao thông. Từ những đôi bàn tay cần cù chịu khó, sự nhiệt tình của hội viên phụ nữ mà dãy hoa này luôn xanh tươi. Lúc ban đầu thì chúng tôi như vậy là huy động chị em cũng được 60-70 chị em với chồng. Thế sau khi đó trồng xong rồi hoa lên là chúng tôi như vậy là cũng được nguồn như vậy là xã và địa phương như vậy là tổ chức như vậy là cho phân bón. Đấy, cho cái NBK chúng tôi làm cỏ xong bắt đầu chúng tôi là cho phân rắc phân. Thế là đường hoa như vậy là cứ thế là lên đẹp thôi. Chị em bảo nhau là cứ từ đầu cuối xóm là chị em nào cũng đi làm để chăm vườn hoa này. Mà một khi có vườn hoa tươi này chúng tôi lại càng nhiệt tình, càng chăm vườn hoa nhiều hơn. Dù công việc ngày mùa bận mã như chúng tôi đấy cũng rất tranh thủ làm vườn hoa cho môi trường nó xanh và sạch đẹp. Trong cái thời gian qua thì chúng tôi đã kết hợp với lại hội viên các đoàn thể và nhân dân để chăm sóc và duy trì đường hoa. Và đến thời điểm này thì hoa cũng phát triển tương đối tốt. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái phong trào này cũng đã góp phần trong cái việc xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Hiện toàn xã Tân Hòa đã có gần 5 km đường hoa do phụ nữ tự quản. Những tuyến đường hoa như thế này có vai trò rất quan trọng của những hội viên phụ nữ và đang góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan, xây dựng quê hương Tân Hòa thêm đẹp, thêm xanh.